Tiêu đạo tức là tiêu thức ăn, ăn uống mà không tiêu, tất lại. Ta dùng những thuốc tiêu đạo xử lý thức ăn mà bị ứ thừa đó, để làm tan cái tất đi, hóa tất đi, và tiêu đạo hóa tất. Ở đây chúng ta trình bày được chỉ định chung của các phương thuốc tiêu đạo hóa tất, trình bày thành phần, công dụng, chỉ định và chống chỉ định của bài thuốc trong phương thuốc tiêu đạo hóa tất, trình bày cách gia giảm bài thuốc tiêu đạo hóa tất. Nói chung phương thuốc tiêu đạo hóa tất là thuộc phép tiêu, trong bát pháp thì nó là tiêu pháp, dùng để chữa cái chứng thực tích. Trong phạm vi bài này chủ yếu nói về thuốc tiêu đạo dành cho thực tích thôi, tức ăn uống bị tích trệ đó, là cái không tiêu đó, à, tiêu, nó tiêu. Cho những thuốc này nó có khả năng nó phân hủy được glucid nè, protein nè, lipid vân vân. Chúng ta ở ngoài thị trường nó có hai loại, ta gọi hai loại mà chúng ta vẫn gọi tên là viên men, thuốc men, gói men, viên men. Một loại như neopeptin của thằng Ấn Độ đúng không? Trong đó nó có hai thành phần chính là babain, nó chiết từ cái nhựa đu đủ các bạn. Thằng này tiêu được protein, xử lý protein. Cho nên các bạn thấy là hầm chân giò với đu đủ nó nhanh rừ vì nhờ nó phân hủy được protein. Ở trong tự nhiên ta cây cối hoa quả nó có một số nó có các cái men nó phân hủy protein rất tốt, ví dụ như trong dứa thơm khốm nó có bromelain, thằng này phân hủy protein cũng rất hay. Thì cái men nó gồm có babain đó với lại alpha amylase có trong cái mầm lúa mạch nha, đó mầm lúa chúng ta cũng được, nó phân hủy được glucid tức tinh bột, nó phân hủy thành được đó. Cái viên đó mới thực ra nó cũng nằm trong như trong nhóm tiêu thật khó tất này. Còn loại men nữa đó là các cái vi sinh vật sống, các cái con men là những con vi sinh vật sống này bắt hoạt trong CMC rồi đóng gói hạt đóng trong viên nhặn vân vân, đã lách kêu rột rột vậy đó. Con men này là nó không có phân hủy protein glucid gì hết trơn á, mà nó vô nó sinh sôi nảy nở và nó lên men những cái chất mà cơ thể chúng ta không lên men được. Vì trong đường ruột chúng ta nó có một cái hệ men, ta gọi hệ vi sinh đường ruột á, nó làm nhiệm vụ nó lên men một số cái hợp chất mà chúng ta không có tiêu hóa được, không có men để tiêu hóa được, nó nằm đó nó cộng sinh chúng ta, nó cũng dùng chất dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp vô, nó xài một ít nhưng nó có lợi cho mình là nó làm cho đường ruột ta thông thoáng, hoạt động đường ruột rất tốt. Một số chất không tiêu là nó sẽ tiêu hóa và sinh cho chúng ta một ít một số vitamin, thí dụ như B1, thí dụ B2, không vâng, nó sinh chúng ta một số vitamin. Khi mà ta bị dễ cháy kéo dài nè, hoặc là dùng kháng sinh bừa bãi nè, một thời gian nè, nó làm cho các vi sinh vật này chết đi, cho nên đường ruột ta hoạt động trục trặc, ta gọi là loạn khuẩn. À, các nhóm vi sinh vật này nó chết rồi nó hoạt động không được, không vâng, nó không sinh sôi nữa. Mà khi nó không sinh sôi nữa được thì những cái con vi sinh vật mà độc, có độc tố, có hại có thể nó lại phát triển đó. Cũng giống như là chúng ta không làm cỏ đồ tốt mà ta giải phân chúng là cỏ nó lên nhiều hơn, những cái anh hại đó anh phát triển tốt hơn là cái anh cái lợi, nó nghiệt vậy. Các bạn thấy cỏ nó phát triển ngon lành lắm, còn lúa rồi phải chăm sóc rất kỹ lưỡng chứ không phải dễ dàng. Cho nên cái vi sinh vật đường ruột chúng ta mà nếu không chăm sóc tốt là các loại như E. coli rồi nó thâm nhập vô nó gây tiết lệ dễ chảy luôn. Thì như vậy chúng ta có hai loại men, một loại men nó bổ sung cái con vi sinh vật sống này, à, thường cái người ta dùng hiện giờ là Bacillus subtilis, bổ sung thậm chí là 10 mũ 8 cái con như vậy. À, trong 1 gram là các bạn xé cái gói bột ra thường có tới 10 mũ 8, 10 mũ 8 là bao nhiêu cái con vi sinh vật các bạn cá thể đó. Đúng rồi, 100 triệu, 10 mũ 8 cho vào một cách ồ ạt thế để gì, lấn át những con vi khuẩn có hại. À, vì khi anh phát triển lên những con kia là nó bị giành giật thức ăn là anh không phát triển được quần mang đi đó, đại khái mục đích vô rồi để chống loạn khuẩn. Sau khi chúng ta dùng kháng sinh một thời gian dài chúng ta nên bổ sung những cái men này đó, nhưng khi ăn cũng tiêu chúng ta lại uống cái men nó phân hủy được thức ăn đó, chứ không phải là cái men đấy nó sinh sôi nên ở ra đây giả ta giả. Thì ở đây á, cái nhóm thuốc này là nó đi theo xu hướng thứ nhất á, có nghĩa nó tăng cường phân hủy thức ăn cho mình. Khi mình ăn mình không tiêu nó tích lại,
đây rồi, thì cái đó người gọi thực tích, cái đó gọi thực tích. Cái dùng phương thuốc tiêu đạo cần chú ý này, nếu bệnh đã điều trị lâu ngày mà làm tỳ vị nó hư, nghĩa nó suy yếu đi, hoặc chính khí chúng ta nó suy đi, thì phải kết hợp thuốc bổ, à, thuốc rồi kẹn tỳ rồi lên, chứ không chỉ dùng thuốc tiêu đạo không, nên chú ý. Mà khác tích trệ trong người sẽ cản trở được khí cơ, làm khí cơ bị trở ngại, à, bế tắc vân vân, có thể dẫn đến tích trệ không có được. Có nghĩa khi tích trệ thì làm cho khí rồi nó tụ, nó ngưng, à, không vận hóa được tốt. Thì càng trệ thì nó càng ngưng, mà càng ngưng nó càng trệ, cứ thế. Như vậy trong phương thuốc tiêu đạo phải có thuốc lý khí nữa, để làm cho khí hành và giúp tiêu hóa. Tức là hình thức làm cho co bóp rồi, sức lực của cơ bắp, của đường cơ, của đường ruột rồi nó hoạt động tốt. Lý khí là như vậy. Và khi mà khí hành thì tiêu hóa, tiêu tích này càng tốt hơn. Còn chú ý trạng thái hàn nhiệt để cho thuốc ôn hay thanh cho thích hợp. Nói chung bệnh nào cái gì cũng vậy, bao giờ mà chú ý hàn nhiệt thì chúng ta mới dùng đúng được. Ta viết hàn nhiệt để chúng ta dùng, một là ôn, đúng không? Nếu nhà hàn ta phải ôn, mà nếu nhiệt ta phải tiêu thực đạo trệ dùng để điều trị thực tích với các biểu hiện như là bụng ngực phía trên cái đầy tích khó chịu ở hơi ở chua chán ăn nôn đau bụng tiêu lỏng không ạ, đó là những biểu hiện của thực tích. Các phương thuốc tiêu đạo tích trệ có các vị thuốc tiêu thực như thần khúc, sâm tra, lai phục tử, mạch nhang vân. Phương thuốc tiêu biểu là bảo hòa hoạt, chỉ thực đạo trệ hòa. Nếu tỳ vị vốn có hư không tiêu được thức ăn hoặc thức ăn tích lâu làm tổn thương tỳ vị thì là tiêu thuốc ít khí kiện tỳ, như các phương thuốc tiêu biểu là kiện tỳ hoàn, chỉ trục hoàn vân vân. Chúng ta đã lần lượt khảo sát bài nhất là bài chỉ thực đạo trệ, cái này trong mặt nội ngoại thương viện học luận ở đây cái đại hoàn để nó khi tích trệ mà nó táo bón nữa là càng tích trệ thôi. Cho nên bài thuốc này nó vừa mới ra trường ra thì cầu cho dễ, thì nó cũng tạo điều kiện để các thuốc kia nó hoạt động làm cho các em tiêu hóa tốt. Cho nên có đại hoàng chỉ thật rồi thần khúc là kiện từ vị làm cho mạnh thì vậy, phục linh nó trừ bỉ, hoàng cầm thanh nhiệt, bạch trục kiện tỳ đặt tả để nó là tóc và bị tâm thấp. Sách uống ngày mà uống một thang. Công dụng là tiêu đạo hóa tích, thanh nhiệt trừ thấp. Có hoàng cầm nữa thanh nhiệt, có bạch trục chi phục linh trừ thấp. Để chỉ định các chứng bụng căng tức này đi tiêu lỏng lị hoặc là tiêu khó, phân khô khó đi. Phân khô khó đi chúng ta có đại hoàng chỉ thật nó xử lý, đúng không? Còn ăn không tiêu thì có cái nhóm kia xử lý. Thằng này không có thực tích thì không dùng, nghĩa là không có, có cái hiện tượng ăn đồ không tiêu là không dùng. Thằng này biết đói đồ là nghĩa là không phải cái thằng này dùng được. Ở đây đại hoàng làm quân để công tích tà nhiệt, làm tích nhiệt theo phong trên hồi, còn chỉ thực hợp thần để hành khí tiêu tích, trừ chướng đầy bụng. Còn đi như hoàng cầm để thanh nhiệt táo thấp, chỉ lệ, thằng này trừ lệ. Trong hoàng liên cũng như hoàng cầm đều có berberine, bermatin vân, là những kháng sinh đường ruột rất hay, đặc biệt là trị lị. Lị tôi nói với các bạn rồi, nó có ba loại lị khác nhau hả? Nói chung người ta nói hai loại, trong cái loại thứ nhất tức là lị cực cuốn thì gồm có hai cái thành gây ra lị, đó là emoly, tức là cái emoly biết tức là emoly, hay là suy la. Emoly thì nó nhẹ hơn, cái độc lực của em nó không mạnh cái con Zinola. Con em thì dễ bị mắc, tại vì trong nước nó rất là nhiều. Nước mấy chúng ta ăn, người ta cho phép 20 con là gì. Còn nước mấy của nước ngoài, còn châu Âu thì cho phép 5 con, cho nên người ta phải uống trực tiếp rồi. Khi mà cái con em là nhiều, và nó lắng nước, cái nhóm vi sinh vật đường ruột, nó có thể cũng gây lị, nhưng nó nhẹ hơn, điều trị dễ hơn. Con Shinola nhiều khi nó gây thành dịch luôn, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn,
là anh lị amip. À, lị amip là nói chung nguy hiểm hơn, triệu chứng nặng nề hơn, thậm chí có sốt, sốt cao. Hoang dữ toàn đàm nhất không ạ. Cho nên Shigella còn dữ đến máu. À, cho nên đông nguyên phân biệt là xích lị, bạch lị. Xích lị là đi cầu là máu là chính. Còn bạch lị đi cầu là nhà đàm nhất là nhiều. Ta gọi bạch lị. Thì theo luận chứng thì xích lị là thể nhiệt đó. Có thể dùng những cỏ sữa lớn lá, cỏ sữa nhỏ lá, đúng không? Rất hay. Còn đàm rất nhiều là thể hạ. Thì thành mơ đó, mơ được hả? Mơ lông hả? Mơ lông. Vì vậy nó là cái thuốc này. Thì Hoàng Lưu Hoàng Cầm nó, đây là cái lĩnh vực của nó. Ừ. Còn Phục Linh Tịch Tả thì là thủy tâm thấp, chỉ tả. Bạch trục tự kiện tỳ táo thấp giúp chính khí không tổn thương khi dùng thuốc công tích. Thần thuốc của tiêu thật khó thấp, khó tỳ vị, thần thuốc nâng kiện tỳ rất hay. Ba tiếp theo là chỉ trục hòa, còn hai vị duy nhất thôi, ta chỉ thực kỳ bạch trục thôi. Tán bột làm hòa, mỗi lần chúng ta dùng khoảng 8-12 gram là uống với nước sắc lá sen. Lá sen này để nó thanh dương. À. Ta lấy nước sắc lá sen ta uống với cái viên này. Có lá sen thay gì này? Hả? Có lá sen thay gì? Không chung lá sen nên chín lá sen. Đại sen rồi. Không cái lá này. Lá này là thanh, nó thanh. À. Thanh dương khí lên. Thanh thanh. Công dụng thằng này kiện tỳ tiêu tích. Dùng trường hợp tỳ hư khí trệ, ẩm thực tích tụ tại làm lực bụng trên, có bị mãn, thậm chí là không ấn vô thấy cứng, chắc ấn vô mình đâu, ta gọi cử ác, ấn vô thấy đây. Đương nhiên là khi như vậy thì không ăn, ăn không được. Ở đây bạch trục làm vuông, để kiện tỳ trừ thấp giúp cho tỳ vận hóa tốt hơn, khi thực là thần. Tả khí hóa trệ, thằng này nó hóa trệ tốt, nó hành khí được luôn. Tiêu bỉ trừ mãn, bắt đầu đã có đầy cứng là nó hay. Còn lá sen đó là hà dịp để dưỡng tỳ vị thanh thanh, giúp cho bạch trục kiện tỳ vị tốt hơn. Lá sen thanh thanh với thật cái dán chặt hợp lại làm tỳ vị điều hòa, làm tỳ khỏe và tiêu được tích trệ. Nếu ăn quá nhiều làm mà trướng đầy ở thượng vị, da tinh thần khúc sao, mạch nha sao để kiện tỳ và tiêu thực. Mạch nha nó tiêu được cái tinh bột đó, người ta gọi là tiêu thực tích. Còn sơn tra hả? Sao lên sao nó vàng vàng, sao không sao được? Cái mạch nha là cái mạch. Mạch nha là cái lúa là đại mạch nó để nó lên mầm, rồi nó phơi khô. Ta sao nó thơm nó lừng như mình sao lúa thì vàng vàng. Chị tưởng là kẹo mạch nha. À, kẹo mạch nha chứ. Kẹo mạch nha là không có bằng. Kẹo mạch nha là mút. Kẹo mạch nha là khác, đường mạch nha là khác. Nghĩa của là mút này. Đường mạch nha, cái đó là đường mạch nha. Mạch nha là một loại đường đường đôi, hả? Mà đường đôi nó có tên là manto. Manto đôi. Còn cái đường kính chúng ta là đường sacro, đó, cũng đường đôi. Tức là hai cái đường đơn nó dính lại, ta gọi đường đôi. Nhưng đặc điểm của đường manto là nó không kết tinh. Đó. Cho nó chỉ ta cô dần cho nó khô dẻo dẻo vậy thôi. Nếu ta cô nữa là nó cháy, nó không có thành hạt như là đường kích. Đường sacro thì lại thành hạt được, kết tinh. Đường sacro nó ngọt khoảng hơn 10 lần đường manto. Manto nó ngọt dịu dịu. Nó ngọt ghét như là đường sacro. Chúng ta có ba cái đường đôi mà các bạn bên Đông Dược các bạn cũng học rồi. Chúng ta còn một loại đường đôi nó cũng nổi tiếng là đường lacto, tức là đường sữa, đừng có đường sữa. Cũng là một loại đường đôi. Còn nếu ăn mà làm tổn thương tỳ, đờm ẩm tích tình lại, lực dưới bán đời, gia đình cần bị một lạng kiện tỳ hóa đàm lý ký triều ban. Nếu tỳ hư ăn ít hoặc ăn là không tiêu vật bụng đầy tức da thêm mọc hương xa nhân bụng rồi hay lạnh ăn không tiêu ta da mọc hương xa nhân okay. Để kiện tỳ thành khí, hai thằng này đều thành khí rất tốt và cậu có tính chất ôn dung nữa, đúng không?
mộc hương hay sa nhân là có thể đưa vào những thuốc ôn trùng cũng được, mà đưa vào những thuốc hành khí cũng rất hay, cũng được. Đó. Rồi chúng ta sang kiện tỳ hoa. Thầy này chú ý là kiện tỳ là chính, tiêu thực thì ít và kiện tỳ là chính. Cái bạch trực sao thường thường chúng sao với gì các bạn? Bạch trực nên sao với gì? Không, trục sao sao rượu chi? Thường là sao cám là chính, nhưng mà nếu không thì chúng ta sao mật cũng được. Sao cám các bạn để cái chảo lên đúng không? Sao cái gì cũng vậy, để cái chảo lên cho nấm nấm già, cái người ta sờ tay ta phải rút ra sốt, không thể để lâu được là được rồi. Cho cám vào đảo một lát, đến khi cám bốc khói thì bắt đầu đổ bạch trục vô. Sao khi bạch trục nó xém xém, hơi xém xém, mét mồi hơi xê xém lại thì ta đều xuống, đổ vào cái sàn và sàn bỏ cái cám đi, đó, dùng bạch trục. Đó là trục sau cám là kiện tỳ, nhưng một nó bao tỳ lên. Mộc hương đặc biệt là không có kỵ lửa mà, nó kỵ lửa mà, không có sao gì anh này hết, anh này tuyệt đó không sao. Anh này bạch chỉ rồi, những anh không có sao cái gì hết. À, đương quy rồi, không là đừng có nói sao thế gì cả, à, cái để nguyên vậy thì mới được. Chứ mà anh sao lên là mà dám tác dụng, gần như bỏ đi. Thằng này tán riêng rồi, Hoàng Liên, Can Thảo, Bạch Thục Linh, Nhân Sâm. Rồi thằng Thúc. Thằng Thúc là các bạn học Đông Dược rồi, đúng không? Các bạn biết thần khúc là vị thuốc như thế nào không? Nó thường thường nhiều vị thuốc, chứ không phải một vị, nhưng đa số đều có tinh dầu. Và thường là những vị thuốc nằm trong nhóm thuốc ôn trung chúng ta. Ta xây thô ra, đừng có xây mịn hả, thành bột mịn, xây thô thô thôi. Rồi lấy ít hồ, hồ bột gạo, bột nếp gì cũng được. Nó hồ sình sệt sơ sơ cho ấm ấm vô, cho hồ vô rồi ngào xong mình đấm thành bánh như bánh khảo đó. Rồi uống khoảng 3-4 ngày đến khi lên mốc xanh mốc vàng bên ngoài nên phải khúc, đó là khúc. Thằng này nó ôn nó ấm, nó trợ được cái sức lực của nó, làm cho cái cơ của bao tử mình chắc mạnh hơn. Cho nên anh nào mà bao tử được yếu không muốn bóp nhưng thì thức ăn không nhừ được, phân sống được thì thằng khúc này rất làm cho cơ dạ dày chúng ta chắc chắn khỏe mạnh, co bóp tốt, lớn tình thành thuốc của vậy. Mà cái đúng ra trong bất kỳ co thuốc nào sau này các bạn ra làm là khi tỳ vị đã yếu là cứ da đã da là bạch da sinh ra thành thuốc. Ba lần này đi cặp với nhau, thành sinh ra tiêu dục tất tức là thịt protein đúng không? Còn thành mạch nha thì tiêu thực tất tức là tiêu chất bột. Đó. Nếu anh ăn một bữa thịt chó đời thì không tiêu được. Uống sơn tra vô là tiêu nhập. Ngược lại ăn bánh tráng hay gì nhiều quá, bột nhiều không tiêu được thì uống mạch nha. Hai ngày đi cặp nha, còn thành thành cúc là trộn, làm cho cơ của bao tử mình bốt được mạnh mẽ. Trong giới tiêu hóa Trần Bì là hành khí, sa nhân thì nó ôn trung, nó hành khí luôn. Hành nha sao, sơn tra mọi tầng tiêu mọi thứ nữa. Hành nha tiêu chất bột, sơn tra tiêu chất thịt. Sơn dược tức là hồi sơn, các bạn nhớ hả? Hồi sơn nó có mấy tên nữa là để chúng ta chú ý nè, sơn dược nè, rồi chánh hồi, à, chánh hồi thì cũng là nói là hồi sơn đó, nó là hồi sơn, các tên gọi khác nhau thôi. À. Nhục độ khấu, thành ôn trung, làm ấm tỳ vị, làm khí cơ tỳ vị nó tốt, bụng lạnh quanh quại hay lắm các bạn, nó hay lắm. Cũng không biết hồi bữa nào tôi kế chuyện mà cái anh chàng anh bị tế chảy máu rồi là vừa hả, cũng trong cái thời gian có một thời gian tôi ra đó, cũng một lần đi ra đó tôi bị một lần thế này các bạn. Thế rồi cũng sáng mai là tôi về số thì tối đó mấy cái anh họ đồng hương rồi luôn, mà ở vùng đó gia đình mình nó vô đâu mà cũng là thân chủ, tức là anh uống thuốc của mình rồi đi nữa, anh đi lưới rồi bắt đầu con ốc rất to, ruột nó nhiều lắm, thái ra sừng sực y như là mực nang rất ngon dai. Thế là anh làm các thứ, làm các món rồi anh, tối đó anh mời tôi đến uống vài ly vậy cả. Thì tôi cũng uống vài ly, tối về bắt đầu khoảng 10-11 giờ đó, về là khoảng tiếng đầu tiên nó quặn, có đầu đau.
mình chủ quan nghĩ, mà tôi hồi trước giờ bụng cũng tốt mà, bụng cũng vững, ăn uống cũng không có gì mà mình ngại cả. Nhưng mà càng ngày càng đau dữ dội, mà cứ ra đi cầu, vừa đi cầu xong chạy vô, nó chạy ra cứ như con thoi vậy thôi. Rồi kinh quá, ban đầu nó còn ra nước, rồi sau nó ra cái dịch màu đỏ như máu, như toàn bộ trong ruột cái gì màu đó, nhầy nhớt rồi. Cái bà chủ nhà bà la hoảng lên, nó ông thầy thuốc mà sao ông cứ để vậy rồi chết trong nhà tôi sao? Mình ra cũng có nhờ người quen vậy thôi, đâu có trợ thế gì đâu. Tôi không nhấc đầu như vậy được đâu. Thế tôi vội vàng đổ hết thuốc tôi ra, cái dạng nào mà có cái liên quan đến ôn trung rồi tôi lấy ra. Nhưng trong đó có nhục khổ. Thì thảo quả đại hồi, cái gì đại hải sa nhân rồi vậy đó. Nó có lộn xộn rồi uống cho cũng không thành bài vỡ lúc đó không coi. Mà nó hay vô cùng cơ, uống vô là im ru được. Bắt đầu hết đi cầu. Đó, tức là hết, bắt đi hết lại, hết quặn bụng lên. Trời, nó hiệu nghiệm hết sức luôn. Mà thậm chí không có gì cũng một nhục là khó. Là lập tức im liền, có uống một nước thôi. Không biết là họ có bị không, mình cũng không hỏi với ai nữa, là đôi khi cái bụng mình lúc nào cơ thể nó yếu được, sẵn đó nó giật trong cái là ai cũng bị. Nhưng mà con ốc lạ đó, tôi cho đọc. Anh ăn cái đó cũng dễ bị, không phải là như vậy. Giật dữ luôn. Mà trời đúng là nếu mà mình không có thuốc lúc đó trong tay mà là chết ở trong ngoài lẫn nhận, nó cứ nó bào, sao nó cứ ra đỏ âu. Tôi hết nhờ nhớ rồi đến cái đầu nó bào luôn, mòn cả cái niêm mạc ruột ra, nó vẫn ghê vậy. Rất là hay. Mà cái bụng hàng, bụng lạnh rồi thì nó hay lắm cả. Đúng là vô cùng hay. Những cái nhóm thuốc ôn trung đặc biệt như nhục đậu khấu này. Cho nên nhục đậu khấu á, Việt Nam chúng ta lại không có cây này. Ở Sri Lanka rồi gì đó ha, một số nước Ấn Độ rồi. Với một số ở quần đảo Thái Bình Dương chúng ta cái cây này nhiều. Cây này đã từng gây ra cái chiến tranh này, gọi là chiến tranh hương liệu. Cái thời thực dân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan rồi á, anh qua anh chinh phục mấy cái vùng thuộc địa ở Đông Dương chúng ta, anh gây ra hai cuộc chiến tranh rất là mạnh. Một chiến tranh của Anh là chiến tranh Nha Phiết để giành quyền mua thuốc Việt. Còn chiến tranh hương liệu này giành quyền mua mấy cái này, mấy cái người thảo quả rồi đậu khấu rồi đại hồi đinh đinh hương rồi hồ tiêu cũng nằm nó thành ngày ôn trùng thì trên đau bụng quằn quại da lạnh rồi thành ngày rất hay. Còn các bạn nào mà đã học châm cứu được và thấy cái huyệt thiên khu đó các bạn hai bên rốn mà có hai huyệt đó. Nếu mà các bạn đi rừng núi hay đi giá ngoại rồi cho trong tay không cầm cái thứ gì mà rối đau bụng quằn quại da lạnh đó, các bạn chỉ cứu vào hai đó là hết đi, cực kỳ hay luôn. Cái hồi tôi mới vô Sài Gòn, tôi ở nhà trọ, mình con tôi nửa đêm nó bắt đầu nó kêu đau bụng, mình đầu nghĩ chắc nó ăn gì lạnh bụng rồi sao đó, cho dầu rồi đau quằn quại luôn, la hét dữ dội. Lúc đó khoảng một giờ sáng định đưa nó ra bệnh viện Gò Vấp luôn. Thì tôi nghĩ đến cái đó, mà trong tay mình đâu có gì, đúng là phải có cách gừng cái đồ chú đứng ngay, đúng cái lá gừng đốt mời ngải là hiệu nghiệm vô kể. Vì cái đó tôi làm rất nhiều lần trong cái thời gian tôi còn đi tìm ra cây thuốc cho tỉnh Bình Định với các tỉnh vậy. Giữa rừng núi không có thuốc men gì. Thành này cuối cùng không có gì, tôi mới vôi chút dầu Phật Linh thôi. Rồi lấy cái thuốc á, hơ hơ vô, lúc vậy. Vậy mà chỉ có 5 phút sau là em ru liền, nằm ngủ sáng này. Cứu nhưng mà bây giờ là mồi ngãn đâu nữa, đêm mà lấy đâu mà mình đâu chuẩn bị chi cái đó. Mà cũng có hừng đâu mà lát hừng rồi gì. Nhưng mà dầu Phật Linh tôi có một túi, tôi bôi ngay chỗ rồi tôi hơ. Đốt mà cũng đâu có cái gì đâu mà đốt, chỉ có yêu thuốc hút rồi cứ thuốc rồi có sẵn hơ. Vậy mà nó rất hay, hai cái việc đó rất hay trong trường hợp là bụng lạnh, mà đau bụng do lạnh nó cũng quằn quại lắm, đau dữ dội lắm, không phải đau do lạnh có nghĩa là ruột nó đờ rồi. Đó, còn đau do nhiệt đó có nghĩa là co thắt, co bóp dữ quá nó gây đau. Còn anh này đờ ra cũng đau vã mồ hôi ra vậy. Thì trong đồ khấu này nó hay trong trường hợp đó. Tùy vậy mình lạnh léo đồ hàng này thì rất hay. Thằng này chuyên thành bánh rồi làm hoàng hoặc là hoàng nước, mỗi lần uống khoảng 8 cam, uống nước ấm ngày 2 lần. Nó kiềm tùy hòa vị tiêu thực chỉ ta.
dùng trường hợp tại vì hư nhược hư hàn nó làm thức ăn đình trệ bên trong. Còn nếu tại vì hư hàn quá thì không được. Ở đây xong linh trục thảo là một ký, bốn thành một ký ấp tiện tỳ, trong đó bạch trục chỉ phục linh lượng lớn để bổ tỳ phẩm pháp chỉ tả sinh ra thần khúc chỉ mạch nha tiêu thật khó trẻ. Một hương sa nhân trần bì để lý khí hòa vị, còn liên thanh nhiệt táo thấp, như vậy làm thức ăn đình tích lại tiêu đi thì thực hiện vào vị khí hòa tấp dịch thanh lợi. Vì thuốc kiện tỳ nhiều nên có tên là kiện tỳ hòa. Đó là tiêu thực đạo trệ đúng không? Cái nhóm mà hồi nãy giờ chúng ta khảo sát là nhóm tiêu thực đạo trệ, tiêu thức ăn đình trệ đó là chính, với kiện tỳ. Còn tiêu bị hóa tích là khi lâu ngày cứng chắc rồi, gọi là bí thì chúng ta dùng phải dùng nhóm này. Chứ là tiêu thực đạo trệ không nghe ngắm mình đó. Lúc này chúng ta dùng tiêu thực đạo trệ không hiệu quả, ta phải dùng tiêu bị hóa tích. Dùng giữa trứng trưng, trưng cũng như là cứng, cử án, ấn dồi đâu. Sờ thì cứng trưng tích bị bắt cái biểu hiện là cạnh sườn nó bán tích, tức là sờ thấy cứng bụng trên nó trưng kết cũng vậy ha, ấn đánh vào thì đau ăn ít gầy ốm không tiêu được. Trường hợp này nó còn không hấp thu được cái chất dinh dưỡng gì cả. Các phần thuốc tiêu bị hóa tích có các thuốc hành khí bọt huyết mạnh hóa thấp tiêu đờm nhiễm kim. Khi mà tích lại nó hóa đờm đó. Chúng ta biết là đờm những qua những cái sản phẩm cơ thể chúng ta đào thải ra mà không đào thải được nên tích lại thì tạo đờm thấp. Tiêu đờm và nhiễm kim là mềm cái chỗ cứng chắc đó. Nên trường hợp mà sờ cứng chắc là phải dùng nhóm nào đó. Không còn dùng nhóm tiêu thực đạo trệ được. Phương thuốc tiêu biểu là chỉ thật tiêu bị hoạt tích cả khí cả thực tích ha, cả thức ăn tức là cả thực á lẫn khí nó tụ lại nó cứng chắc không ạ, thì chúng ta phải dùng cái nhóm này tiêu bị hóa tích. Chúng ta có can thương bạch linh tích thảo mạch nha bạch trục bán hạ khí thực hoàng liên. Nhân sâm là hợp pháp, cũng làm thành hoàng tiêu bỉ mà bỉ là cứng rồi lâu ngày ta gọi bỉ kết à. Cũng được nhưng mà nói chung muốn làm tiêu muốn theo ở đường ruột thường là dùng giảm bột hay giảm viên, đường ruột là cũng dùng cái rượu. Rượu chủ yếu là uống ra nó đau nhức xương khớp, thần kinh cơ vận động rồi á, vì nó hay dùng cái dạng rượu. Còn cái các bệnh là đường tiêu hóa người ta hay dùng dạng bột hoặc là dạng hoàng tể là thuốc bổ đồ chung chung là hay làm được tể. Nó đồn nó thổi phồng nữa. Nó thổi phồng lên thôi chứ không đó. Cũng như sâu đen gì mà đưa động điều nhỏ là bấm sâu. Sau là anh con đi cúng mà làm sao mà anh nhỏ ra thấy được nó bò mà mày sâu đâu trong đó. Đó là cái tủy răng anh nó bị viêm thì người ta gọi sâu răng chứ không phải là không phải con sâu nó mờ đó nó làm cho mình. Nó, anh lấy cái gân gà đó, cái gân gà nhỏ nhỏ anh phơi thật khô rồi anh cắt nhỏ ra, anh cho nước nó nữa rồi nó co như con sâu nó đang ngọ ngoài vậy đó. Chứ làm gì có con sâu nào nó ở trong miệng mà anh nhổ ra được. Nó ra gân gà cắt ngắn ra, lấy gân gà nhỏ nhỏ mình phơi thật khô đi, cắt đoạn này rồi nặng nặng rồi có nước tự nó nở rồi nó co nó y như nó ngọ ngoại vậy đó. Cho nên khi ngậm vào miệng hồi là nhố ra hút. Hồi nãy đưa viên thuốc mà trong đó là một số gân gà nó nằm từng viên nhạc
cái ngạnh nó rơi ra bắt đầu nó răng gà nóng nước rồi nó đầu nhổ ra thấy ba bốn con sâu con ngọn rồi nó phải té lên rồi à cái đó gân nó ài thì sâu đâu trong miệng nhổ ra được vậy. Nói chung là cái nhiều cái mấy anh lương y mà cái kiểu thành ra là bất lương y đó không? Anh nghĩ là nhiều cái mưu kế để anh hại người ta đáng cái. Có cái ông này nè, con mấy tuổi mù mắt, mắt mù mà lúc đó điều kiện kinh tế không có. Chứ mấy năm năm sau á, thằng nhỏ lớn 7-8 tuổi rồi mới có một số tiền thấy đủ rồi mới đưa con đi chữa mù. Hồi đó không phải bệnh viện rồi vậy. Cho anh đi lên cái thị trấn đó anh nhìn khắp nơi, cẩm con đi khắp nơi. Thấy cái nhà anh này ghi là tại đây chữa mù đảm bảo khỏi. Ôi mừng quá. Đem con vô. Bảo con tôi nó mù 5-6 năm nay liệu có chữa được. Đảm bảo khỏi mà không có gì. Thì anh cứ để con đây tôi chữa nó sáng mắt anh kiểm tra thì anh đưa tiền không thôi. Có gì đâu. Tính ra điều kiện nghĩa bây giờ cứ để con cho anh một tháng anh sẽ điều trị hết. Để chỉ cần đưa tiền trước là cái tiền tương đương tiền ăn mà anh nuôi đến tháng thôi. Còn chứ 50 triệu là tiền công chữa rồi thuốc men thì sao đưa sao. Khi kiểm tra sáng mắt thì được. Đại khái anh nghe hộp lý quá, mừng quá. Thế mới để con lại. Rồi về nhà chuẩn bị tiền bạc rồi. Chuẩn bị tháng sau lên nhận con về phải thôi. Thế hàng ngày anh thầy thuốc bắt thằng nhỏ ngồi ở chỗ này cầm tay chỉ đây cái tủ thuốc đây là dao xếp thuốc đây là ông thầy thuốc cứ vậy thám thì mình chỉ học mỗi cái đó cứ đây tủ thuốc đây là dao xếp thuốc đây là thầy thuốc nhà anh chả còn gì hết trơn cứ một tháng liền cứ vậy thôi tổng nhậm mấy cái đó chừng anh kêu cậy nó lên đem trên mang ba lô túi sách đồ túi nải đã lên chuẩn bị đón con về thì hỏi sao rồi con em nó thế nào rồi thầy đó thì anh kiểm tra nếu sáng mắt anh đưa tiền vậy thôi sao con về anh mừng quá con anh cầm tay cái đây cái gì à cái tủ thuốc ồ mừng ồ hay thật không chỉ là giao xin thuốc thế ai đó con ông thầy thuốc ạ ồ mừng quá rồi vàng 50 triệu với bao nhiêu cũng đủ rồi cảm con về. Nhưng mà ông thầy thuốc dẫn bớt theo anh phải nuôi cháu 100 ngày cách đất. Ghi 100 ngày đó là không được để cháu chạm xuống đất. À, 100 ngày thôi. Ảnh nghĩ, ảnh nói, ui, 100 ngày, năm tôi cũng nuôi nó được. Nghe không? À, anh nghĩ. Thế trên đường này thấy bà vàng cắm thằng nhỏ. Mình cách đất mà, phải cắm. Hai tay, hai túi sách. Trên đường về nhà ảnh lại đi qua một con sông. À, phải kiểu đò. Anh thấy đến nơi trời hơi tối mà đò đi nó mất. Vội vàng bỏ nhẫn tóc chạy ra kêu đò kêu hồi đò đó quay lại thấy nhau chân này cái tóc đi mấy tiếng giờ mình bỏ vậy đó cũng kéo mù nó lại ngon quá nè khi đò đến rồi đò đến anh chị cái gì đây con dạ cái tu thuốc thôi chết mẹ mình ngủ thật ông điên quá điên quá anh chỉ rồi cái túi sách cái gì đây con dạ giao xếp thuốc giao con tu quần xuống cái gì đây à, dạ ai đây đó dạ ông thầy thuốc bệnh viện rồi có nhiều cái bọn nó bị bọn nó theo cách mình nó bày ra để mà người ta phải mắc bẫy tao không cách gì cho nên là những cái anh mà anh không có lương tâm thường anh có bày ra những trò thế nào cũng dính vào đâu rất nguy hiểm vậy. Thằng này nó tiêu hủy kết rất là tốt. Tiêu hủy trừ đời chuyện tỳ hòa vị được dùng trong trường hợp là chứng tỳ hư khí trệ hàng và kết lại với nhau trên thành ra bỉ cứng chắc đụng băng trưng hà mấy cái từ đó có nghĩa như gần nhau à trưng hà bỉ kết là cái ý nó như nhau cứng chắc là ở đây chỉ thực để hành khí tiêu bỉ khi thực là nó phá khí rồi quân thành họ phát hành khí trừ mãn là thần hai thành họ lại tăng tác dụng tiêu bán trừ mãn đầy chướng nữa còn liên thanh và táo thấp trừ bỉ bán hạ để tán sát hòa vị
thằng này cũng trừ bỉ đó, bỉ là do đờm rồi nó cứng lại chắc là anh vào. Can thương thì ôn trung trừ hà, ba vị này giúp chỉ thực khẩu phát hành khí trừ bỉ. Nhân sâm để phù chính kiện tỳ, bạch trục bạch linh kiện tỳ trừ thấp, bạch nha tiêu thực khỏi vậy, để tiêu bớt cái tinh bột đồ vào. Cam tháo ít tỳ điều hòa các vị thuốc. Trên bài này rất là hay. Rồi chúng ta sang cái chiều thuốc cuối cùng, chiều thuốc cuối cùng.